Truyền thông phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay Chủ nhật ngày 8 tháng 9 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Vọng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, thầy Nguyễn Tấn Thanh, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cha tường yêu thương cho không, chủ trì cuộc tư vấn và tiếp nhận bệnh nhân ung thư mới tại phòng khám. Để biết thêm thông tin hoặc để đặt lịch hẹn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0345992021, gặp thầy Nguyễn Tấn Thanh. Phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, rất hân hạnh được phục vụ và hỗ trợ bạn trong hành trình chăm sóc sức khỏe của mình. Xin trân trọng. Ở đây á là phòng khám y học cổ truyền và áp dụng cái phương pháp của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường là ăn cháo và uống thảo dược. Thì mỗi bệnh nhân vào đây á thì sẽ được phát một cái phiếu đăng ký ở đây. Trong trường hợp ví dụ như mình đi mình hỏi về cái phương pháp điều trị ở đây á thì các thầy sẽ tư vấn. Còn nếu như mà mình có nhu cầu ở lại thì mình sẽ điền hết thông tin vào đây. Ở đây là con có 6 bộ hồ sơ ha. 6 bộ hồ sơ đăng ký, nhưng mà đăng ký là đăng ký, nhưng mà để con tư vấn coi mình có hợp với phác đồ này hay không. Nếu hợp thì ở lại, còn nếu như chưa hợp với mình thì mình sẽ tìm phác đồ khác, hoặc là mình chưa thu xếp được cái chương trình ở đây đó thì mình có thể mình chậm chậm lại cũng được, chứ không phải là tới đây là mình bắt buộc phải vào đây để điều trị nha. Ở đây là phòng khám là chữa miễn phí, không có lấy tiền, cho nên là mình tới đây là mình được cái chỗ đó, mình không phải tốn kém gì chi phí đó. Con nói sơ sơ qua một chút về cái giấy đăng ký nha. Ở đây là cái mặt đầu tiên là các cái thông tin của bệnh nhân, là hồi nãy có điền rồi đó, nhưng mà cái chút xíu nữa mình coi lại coi thông tin mình điền đầy đủ chưa. Nếu như chưa điền đủ á thì bổ sung lên giùm cho con, tại vì cái mặt này là cái mặt mà tụi con sẽ đánh máy vào trong máy tính á, rồi để tụi con theo dõi trong suốt quá trình điều trị, để mình có những cái triệu chứng nào và bệnh lý ra sao tụi con sẽ coi lại vào đó. Và tụi con trong quá trình mà mỗi ngày khám á thì tụi con sẽ khám cận lâm sàng và sẽ đưa ra cái phương án điều trị dành cho mình. Cho nên là cái nội dung của cái giấy á mình phải ghi đúng chính xác nha, cái nào có thì mình ghi có. Ví dụ như có nhiều trường hợp con thấy là ghi cái mục mà hút thuốc và uống rượu á, cái mục đó thì hay giấu tụi con lắm, có hút mà không dám nói sợ bị gầy thì ghi là không không, nhưng thật sự mình có hút. Thì ví dụ như mình có hút đi thì ở đây mà cái nicotine nó cao quá thì các thầy á sẽ cho mình uống thêm thuốc mã đề để giảm nicotine xuống, cho nên đừng có sợ tụi con gầy ra nha. Cứ có gì mình cứ ghi vô đây. Có trường hợp của cô kia, cổ chảy máu, cổ ra máu, cổ đông kinh chảy hoài mà cổ ngại, cổ không dám nói với tụi con. Cổ nói bình thường, sức khỏe tôi bình thường, hỏi ra là bình thường, nhưng thật sự chảy mỗi ngày đó, như vậy là không được nha. Cho nên là cái giấy này nè, cái mặt đầu tiên nè, mình có cái triệu chứng gì trong người hoặc là mình đi điều trị sao đó là mình điền vô đây. Thì đối tượng mà tụi con nhận á, ở đây á, là ung thư, chủ yếu là ung thư giai đoạn muộn, bác sĩ trả về là tụi con ưu tiên nhận những trường hợp đó. Bởi vì nếu như bác sĩ nói với bệnh nhân là thôi về kiếm thuốc nam uống đi thì tụi con sẽ ưu tiên cho những trường hợp đó, tại những trường hợp đó rất cần cái sự chăm sóc sức khỏe. Thì phòng khám mọc lên, phòng khám mà ra đời là mục tiêu là để cho bệnh nhân đó được có cơ hội để mình tiếp tục mình điều trị, chứ nếu không là bệnh nhân về nhà tự uống thuốc nam tự điều trị là sẽ không có kết quả. Trong đây thì có người thân đăng ký bảo lãnh nè. Thì cái mục này đó là sẽ do ví dụ như vợ chồng hoặc con cái hoặc cha mẹ ký bảo lãnh. Còn trường hợp nào mà mình chưa lập gia đình á thì có thể anh chị em ruột. Tại sao là mình phải cần có người bảo lãnh? Bởi vì cái người bảo lãnh đó sẽ là người trực tiếp làm việc với các thầy. Ví dụ như trường hợp bệnh nhân đó có những cái triệu chứng nào hoặc là trao đổi về mặt sức khỏe thì con sẽ làm việc với cái người bảo lãnh. Sức khỏe của cô, của bác hôm nay như vậy, thì cả hai bên cùng theo dõi, là bên phía người thân của bệnh nhân và bên phía các thầy sẽ có sự trao đổi với nhau để làm sao mà người bệnh được cái sự hỗ trợ tốt nhất. Còn người thân đăng ký đi nuôi á, ở đây đó là tất cả bệnh nhân, quý bệnh nhân ở đây
là phải có một người đi theo nuôi nha. Người đó có thể là người đăng ký bảo lãnh cũng được, hoặc là không phải, mà là người thân khác trong gia đình. Ví dụ như vợ chồng ký cho mình xong mà về để lại con cháu hoặc là anh chị em ruột ở lại chăm sóc. Nhưng mà cái người bảo lãnh thì không được nha. Bảo lãnh không thể là anh chị em ruột được, nếu như mình đã có gia đình riêng. Tại vì nếu vợ chồng mà không cho mình đi chữa, mà mình xuống đây mình chữa lén á, thì nhiều khi vợ chồng biết được buồn, hoặc là con cái không vui. Có trường hợp con kể là một bà mẹ có bốn người con, mà có ba người con là đồng ý dắt bệnh nhân xuống đây, đồng ý chữa với phương pháp này, nhưng mà có một người con cú Úc là đi làm ăn xa, không có người về mà cũng không liên hệ luôn, mà nay phát hiện được mẹ bệnh ung thư thì mới nóng ruột mà muốn cho đi điều trị vô quá chất. Nhưng mà mẹ thì nói là sức khỏe bà không có được đủ sức khỏe, thì ba người con cũng hiểu, tại vì ở gần mà biết được sức khỏe của mẹ mình, thì đồng ý xuống đây. Nhưng mà người con còn lại muốn vô quá chất, cho nên các thầy buộc phải dừng cái phương pháp điều trị mình xuống, để cho người nhà tự quyết định với nhau rồi thống nhất rồi mình chọn phương án nào. Cho nên là ở đây tụi con phải làm rõ ràng với người nuôi bệnh nhân vậy đó. Tất cả mình đi chữa bệnh ở đây là phải đồng vợ đồng chồng nha, vợ chồng con cái cha mẹ thống nhất với nhau, mình xuống đây mình hỗ trợ điều trị, là sau khi mình đã điều trị tây y xong rồi mình trở xuống đây thì tụi con sẽ nhận. Hoặc là mình không có điều kiện mình điều trị tây y, ví dụ như lên gặp bác sĩ nói cái thuốc này cần vô quá chất mà mấy chục triệu, 100 triệu, hoặc là nhiều chu kỳ như vậy mình không có kinh phí, thì ở đây tụi con sẽ giúp. Hoặc là mình lớn tuổi quá mình vô quá chất không được thì tụi con sẽ giúp trường hợp đó, mà phải có người nuôi nha. Bởi vì sao không có người nuôi là không được? Con lấy ví dụ mình trong người mình vẫn khỏe, bệnh ung thư thì có khi mình mới phát hiện căn bệnh thôi, nhưng mà tại không có tiền đi chữa bệnh, mình tới đây mình vẫn khỏe, nhưng mà mình ở lại đây một mình á, rủi nửa đêm nửa hôm á mà mình trúng gió đâu biết được. Nhiều khi người khỏe mà ngủ cái máy lạnh hoặc là ngủ quạt, đôi khi mình cũng khó chịu trong người, chứ không phải lúc nào mình cũng khỏe như mọi ngày. Mà mình trúng gió thôi là không có người thân bên cạnh, là mình không biết kêu ai, tại xung khu vực xung quanh đây là người lạ không à. Mỗi người đều có gia đình riêng, người ta có quan tâm. Ví dụ như ban ngày thì người ta dầm chừng mình được, nhưng tới khi chiều tối ngủ á, mình ngủ trong phòng mình, phòng cái bên ngủ người ta đâu có hay. Mình lỡ mình khó chịu, mình không có biết kêu ai, cho nên là không được. Rồi có trường hợp nữa ung thư, nhưng mà bị đau ruột thừa lên, mà không phải người bệnh đau mà người nuôi đau, đi bệnh viện nằm, cho nên con cũng sợ trường hợp đó. Cho nên không thể không có người nuôi, lỡ như mình đau ruột thừa, viêm ruột thừa mà mình lên mình bác sĩ mổ á, mà không có người nuôi thì không có người thân thì đâu có cho mổ. Tụi con đâu thể đứng ra tụi con bảo lãnh được nếu không có người nhà. Cho nên là lúc nào cũng phải có người nuôi. Nếu mà cho người này ở một mình mà không cho người kia lại càng không được. Đó, cho nên là bệnh nhân phải lưu ý nha. Riêng mà trường hợp mà mình không có người nuôi là phòng khám sẽ ngưng điều trị liền. Tụi con sẽ không chữa cho bệnh nhân ở lại đây một mình. Riêng một số trường hợp có ngoại lệ, nhưng mà rất là ít, chủ yếu là phải có người nuôi. Thì ở đây trong cái bản cam kết mình viết là ở đây là mình tự nguyện tới, chứ không phải tụi con lôi kéo bệnh nhân về đây. Ung thư mà lôi kéo không chị? Tụi con chữa tụi con cực thôi, chứ đâu có sướng ích gì đâu. Nhưng mà vì mình muốn cứu người, công trình khoa học này cha nghiên cứu để giúp cho bệnh nhân ung thư, cho nên là tụi con cố gắng gìn giữ cái công trình của cha và làm sao mình giúp cho được càng nhiều người càng tốt. Đó. Thì ai có nhu cầu thì mình tới đây thì mình đăng ký, đó là tự nguyện nha, chứ tụi con không có kêu gọi, chứ để thôi nói tụi con mà lôi kéo vô đây chữa. Tụi con cũng không có lập đạo luôn, ở đây chỉ có chữa bệnh thôi, không có liên quan tới tôn giáo. Bệnh nhân được điều trị hoàn toàn miễn phí nè, có ghi sẵn trên đơn nha. Mình hồi nãy mình đã có đọc đơn rồi đó, là ở đây là khám chữa bệnh là hoàn toàn miễn phí, không có tốn tiền, ghi rõ trên đơn luôn. Ví dụ như ở đây mà thầy thuốc nào lấy tiền mình là không được, tại vì ghi rõ trên đơn nè. Ví dụ như mình chữa ở đây mà sau khi mình hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị mà các thầy đòi tiền mình 100 triệu, lấy tiền đâu mình trả? Không có giấy tờ, mới giấy trắng mực đen này. Các thầy nói tôi chữa cho cô rồi đó, cô khỏe mạnh cô về đó, cô phải đưa lại tôi 20-30 triệu gì chẳng hạn, là không được. Tại vì ngay từ đầu đã có sự cam kết
các thầy chữa là hoàn toàn là không có lấy tiền, nên mình yên tâm, mà các thầy cũng yên tâm nữa. Chứ để thôi nhiều khi bệnh nhân nói ổng chữa bệnh mà ổng lấy tiền tôi kìa, 100 triệu, 200 triệu, là không có. Tại vì ngay từ đầu đã có viết như vậy rồi, cho nên mình tới đây là mình yên tâm là không phải tốn tiền nha. Nhưng mà không tốn tiền không có nghĩa là mình không móc tiền túi ra, có nghĩa là những có những chi phí mình phải tự thanh toán. Ví dụ như là ở nhà trọ, tại vì ở phòng khám thì chỉ có khuôn viên có như đây thôi, cho nên là tụi con cho được cái gì tụi con cho, giúp được gì tụi con giúp. Về mặt chuyên môn là hoàn toàn là không có lấy tiền, kể cả gạo, thảo dược, nước là ở đây tụi con cấp miễn phí. Chỉ có điều là không có chỗ ở cho bệnh nhân thôi, thì bệnh nhân tới đây phải tự thuê nhà trọ bên ngoài. Nhà trọ thì nhiều lắm, tụi con không có yêu cầu bệnh nhân bắt buộc phải ở nhà này hay nhà kia, mà bệnh nhân phải tự tìm cái nhà trọ nào mà mình cảm thấy mình phù hợp, dễ dàng thôi. Có nghĩa là có khi thì bệnh nhân thích cái nhà trọ này, nhưng người kia thích nhà trọ kia, và còn nhu cầu nữa. Ví dụ như nhà trọ này là có toilet chung, nhà trọ kia toilet riêng, rồi nhà tôn, nhà xây tường, và có la phong, có máy lạnh gì đó, thì cái đó thì tùy gia đình, mỗi gia đình thì tự quyết định cái chỗ ở cho mình trong cái thời gian hỗ trợ điều trị ở đây. Miễn sao là mỗi ngày phải có mặt ở phòng khám. Phòng khám này thì khám sáng, giờ hành chính sáng chiều, từ thứ hai cho tới thứ sáu, mỗi ngày bệnh nhân cứ lên đây. Còn thứ bảy thì chỉ buổi sáng thôi, còn chủ nhật thì tụi con không có làm việc. Nhưng giống như hôm nay là ngày lễ nè, nhưng mà tụi con vẫn làm việc, bởi vì bệnh nhân, quý bệnh nhân rất là cần cái sự hỗ trợ từ phía các thầy thuốc. Cho nên là tụi con khám, tụi con không có ngưng cái ngày lễ, nhưng mà riêng ngày chủ nhật là tụi con phải nghỉ, tại vì các thầy thuốc ở đây cũng phải nghỉ ngơi để cho mọi người có thể lo lại cái công việc gia đình, hoặc là cái sức khỏe cần phải được reset lại đó. Cho nên là trong những ngày đó có thể quý bệnh nhân rất là khó để liên hệ, để mà giống như là tới đây để mà xin đăng ký khám mới đó. Giống như hôm qua là cô bác mà tới đây sớm là phải chờ tới hôm nay mới vô phòng khám à. Thì ví dụ như ở đây mà có cô bác nào mà bệnh nhân mà ở nhà mình chưa tới đó, thì mình lưu ý là ngày chủ nhật là tụi con không có làm việc, còn ngày lễ thì vẫn làm việc bình thường. Ví dụ như những ra vào những ngày lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 hoặc là 2 tháng 9 thì tụi con vẫn làm việc nếu như là ngày thường, nếu như ra giờ từ thứ 2 đến thứ 7. Thì ở đây là tụi con khám chữa bệnh hoàn toàn miễn phí nè, cho nên là bệnh nhân sẽ phải tự túc, và vấn đề nhà trọ còn mọi chi phí trong đây là không phải lo, nó đỡ được cái phần đó cho mình. Tại vì bệnh ung thư thì cũng sẽ tốn kém rất là nhiều cái chi phí, tụi con gán giúp được cái phần đó cho bệnh nhân. Còn lại là mình vẫn tốn tiền nhà trọ, tiền ăn uống nha. Ví dụ như mình mua đồ ăn, đồ uống gì sinh hoạt cá nhân, đồ cá nhân đó, bên ngoài với tiền trọ đó, thì cái đó mình phải tự tốn. Ở đây đó, bệnh nhân và người nuôi nè cam kết chấp hành theo đúng yêu cầu và nguyên tắc trong điều trị của y sĩ và phòng khám trong suốt thời gian hỗ trợ điều trị đây. Có nghĩa là những cái nguyên tắc của tụi con đưa ra là bệnh nhân phải nắm và phải tuân thủ. Ở đây tụi con lát nữa tụi con sẽ cho một cái giấy hướng dẫn cho bệnh nhân mới, và trong đó nó có những nguyên tắc. Ví dụ như đạm động vật là mình không được ăn nha, lát con sẽ giải thích lý do tại sao mình không được ăn. Và mình sẽ phải ăn cháo trong suốt thời gian hỗ trợ điều trị, chứ mình không được ăn những loại khác như là cơm, bún, hủ tiếu, đó là nguyên tắc ấy. Và nếu mình ăn sai hoặc là người nuôi ăn sai thì các thầy sẽ có thể từ chối mình, không điều trị tiếp. Tại vì đó là phương pháp hỗ trợ điều trị ở đây, mình làm không đúng thì nó sẽ không có kết quả. Nhưng mà bệnh nhân thì có quyền ngưng phát đồ này bất cứ lúc nào nha. Ở đây thì có thể một số bệnh nhân vào trước đó đó, có thể con không tư vấn cái vấn đề này, nhưng mà ở đây tại vì số đông nè, con tư vấn là cho mình hiểu là mình có thể có quyền từ chối phương pháp điều trị này bất cứ lúc nào. Ví dụ như mình ăn không nổi nữa, mình ăn cháo mà hôm nay mình ăn được, ngày mai tức là mình ngán, bữa sau cái mình ăn không nổi nữa, thì có thể mình xin ngưng. Thì các thầy sẽ không ép mình ở lại đây chữa, mà cho mình ngưng điều trị để mình chuyển sang phác đồ khác chẳng hạn. Ví dụ như mình đi nơi khác mình chữa, các thầy không có bắt buộc mình ở đây nha, mà tự do mình tới. Mình tới đây là mình tự nguyện, và khi mình điều trị mình cũng tự do vậy đó. Mình muốn tiếp tục
điều trị thì các thầy sẽ giúp, nhưng mà mình muốn ngưng là các thầy cho ngưng, nhưng mà khi ngưng thì các thầy sẽ không hỗ trợ điều trị từ xa nha, nhớ giùm thầy cái khoản đó, tại vì các thầy chỉ đủ khả năng lo cho mình tại đây thôi. Các bệnh nhân khi tới tại phòng khám thì các thầy lo được, mà mình về nhà là mình phải tự lo cái vấn đề điều trị về sau. Chứ nếu mà lo luôn cả điều trị về sau thì rất là nhiều bệnh nhân lo không xiết. Đó như thầy Quý vậy đó, lo không xiết. Ví dụ như mình đang điều trị đây mà mình muốn đi bệnh viện mình trở lại hóa chất á hoặc gì đó thì mình có thể xin các thầy ở, hôm nay chú muốn kết thúc quá trình hỗ trợ điều trị đây, con tạo điều kiện cho chú thì ngay lập tức con sẽ đóng hồ sơ lại, không có tiếp tục theo dõi nữa. Kể cả các thành viên trong gia đình mình cũng vậy. Ví dụ như người bệnh thì đồng ý chữa đây, nhưng người thân trong gia đình mình á, mong muốn mình điều trị nơi khác. Ví dụ như kiểm tra thấy có chỗ nào đó, có ông thầy thuốc nào đó hay quá, mà mình muốn ngưng lại đây, mà mình qua bên kia, thì mình các thầy vẫn cho điều kiện, tạo điều kiện cho người nhà tự rút. Ví dụ như chú chữa đây, mà vợ chú muốn chữa về Tây Y, thì tụi con vẫn cho ngưng lại. Và mình trong quá trình hỗ trợ điều trị thì mình cam kết là tự chịu mọi rủi ro nha. Rủi ro kể cả chết, là khi bệnh nhân và người thân hay bất cứ những ai không có quyền cản trở, thư kiện hoặc chi cứu bất cứ ai trong phòng khám. Giống như mình đi phẫu thuật hoặc là mình đi kiểm tra mà CT hoặc siêu hoặc là MRI đó, mà mình tiêm thuốc cản quang thì mình phải tự ký tên chịu trách nhiệm, hoặc là mình phẫu thuật bắt buộc người nhà phải chịu trách nhiệm cái đó. Chứ để thôi là các thầy thì cố gắng với cái bệnh mình, nhưng cái bệnh này là bệnh nan y, bệnh tử mình không biết ngày mai mình như thế nào. Thì mà nếu như mà không có ký tên như vậy thì rủi như người nhà nóng ruột lên thưa các thầy mấy trăm triệu thì lấy đâu trả. Thì nói thì chắc chắn không có rồi, nhưng mà dù sao đi chăng nữa nó giấy trắng mực đen nó vẫn tốt hơn. Mình ký vô đây rồi thì các thầy cố gắng hết sức, bệnh nhân cũng cố gắng hết sức. Thì ví dụ như mà giống như cha nói đó, nếu như khỏe, cái bệnh nó cải thiện tốt thì vui vẻ thì về nhà sống với con cái. Còn nếu như mà mình nặng quá, mình không vượt qua căn bệnh này thì mình cũng bằng lòng, tại vì mọi người đã cố gắng hết sức với mình rồi, chứ không ai mà làm cho mình hại mình đến sức khỏe đâu. Các phác đồ nó có và kết quả cũng có, mình có nhiều hy vọng, tại vì những bệnh nhân mà vô đây cái kỳ tích nó cũng nhiều lắm. Bệnh nhân khỏe từ 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 á, thì từ từ các bệnh nhân đây mới này cũng sẽ thấy những bệnh nhân cũ á, họ sẽ chia sẻ cho mình để thấy sức khỏe như thế nào. Thì đó là cái nội dung của giấy nha. Cho nên là mình khi mà mình đọc kỹ trong đây thì mình ký, chứ để thôi trong đây thầy nói là một cuối cùng có dấu sao là bệnh nhân khi trở về là trả mấy thầy là mỗi người là 20-30 triệu á, là mình ký vô cái là tới cuối cùng mình phải trả tiền. Cho nên là trước khi ký mình phải đọc cho kỹ cái nội dung này thật sự, coi mình đã có đồng ý hay không. Kể cả mình khi vào đây nó có thêm một cái giấy nữa là giấy cam kết. Cam kết để làm gì? Là mình giữ phác đồ. Nếu mình không giữ phác đồ, các thầy có quyền trả hồ sơ mình không có nhận chữa nữa. Ví dụ như vô đây các thầy dặn mình được ăn thịt cá mà mình cố tình mình ăn lén, thì các thầy biết được, các thầy trả hồ sơ dựa trên giấy cam kết nè, là các thầy có quyền từ chối mình không nhận nữa. Hoặc là trong cái thời gian mà mình chữa ở đây đó, thì đương nhiên là khi mà mình tới đây rồi thì chính quyền họ cũng phải quản lý mình, cho nên là mình không có tụ tập đánh bài cờ bạc rồi hút sách. Ví dụ như có những trường hợp mình tới đây mình hát hò, mình hát karaoke xuyên đêm, mình chơi rồi mình tụ tập mình đánh bài ăn tiền hoặc là nhậu nhẹt là không được nha. Cái gì cũng có nguyên tắc hết. Mình tới phòng khám, mình tới tại địa phương mình ở thì mình chấp hành cái nguyên tắc của phòng khám và giữ vững cái an ninh trật tự tại địa phương. Ở đâu cũng vậy, ở nhà mình cũng vậy mà. Mấy cái đó là tệ nạn mình không được tham gia. Mình tới đây mục tiêu của mình là để chữa bệnh, chứ không phải tới đây là mình rất là dễ bị người này người kia rủ quến mình ở không mà. Rồi giờ chú cũng rảnh, con cũng rảnh thì các sẵn có bộ bài ở đây, lấy bộ bài ra đánh chơi chơi đó thì chán, hỏi chán, bỏ tiền vô đó 2-3 ngàn, quýnh hồi cái bắt đầu mình tăng tiền lên rồi đánh hồi ra thành đánh bài ăn tiền. Cho nên là mấy cái đó là không được, không có tụ tập quýnh lộn. Bữa có cái trường hợp của hai mẹ con kia kìa, không biết cự cãi kiểu gì á,
con đi ra ngoài đó chút, hai mẹ con sau đầu quýnh lộn lăn xuống dưới đám cỏ dưới kia luôn. Cái gì cũng vậy, mình lựa lời mình nói nhau thôi chứ đừng có dùng hành động, coi kỳ lắm đó. Cho nên là lưu ý nha, vô đây không có hai bên, ví dụ bệnh nhân này với bệnh nhân kia, mình trao đổi chuyện qua chuyện lại thôi. Ví dụ như mình không thích nhau thì thôi, mạnh người nào nói về phòng đóng cửa lại ngủ giấc tới sáng tỉnh à. Hồi cô chú tối qua thì không hay sai hay gì đó, nói lựa lời nói nhau chứ đừng có quýnh lộn nha, đừng có xảy ra sự cố đó thì nó không hay. Thì con nhắc vậy chứ cũng có rồi, nên thử ra con sợ chị xảy ra vậy. Mà đi đường á, mình cố gắng mình tuân thủ chấp hành an toàn giao thông nha, mình đội mũ bảo hiểm. Con thấy ví dụ như trường hợp từ trong hẻm đi ra ngoài á, mình nghĩ mình đi gần, tại vì phòng khám mà khám bệnh cái sẽ cái nhà trọ sát bên, mà mình không đội mũ bảo hiểm là không được, nó về an toàn cho mình. Cái hôm trước có cái bác kia, cái bác tên là Lâm Bình Thiện ở Sóc Trăng lên đây chữa rất là khỏe, sáng ngày đi bộ tập thể dục đi tan sao có gặp ông chở đồ á, ông chạy ngang ông tông cái rồi té chấn thương sọ não, phải đi bệnh viện điều trị cái đó. Cho nên là mình phải kỹ, cho nên là mỗi buổi sáng tập thể dục mình đi sát vô mé lề, hoặc là mình đi đây đi ra chợ mua đồ ăn gì đó thì cố gắng đội mũ bảo hiểm giùm con nha, chứ đừng có đi đầu trần à. Đó là những cái con nhắc nhở. Với lại mình không vứt rác bừa bãi, ở nhà trọ nào cũng có cái chỗ đổ rác, thì sau khi nhà trọ đầy rác thì đem ra cái nơi tập kết rác để cho cô chú mà bên chợ đơn vị vận chuyển rác đó, họ sẽ gom rác đi. Mình đừng có mình đi giống như là mình ăn một cái món gì đó, hoặc là mình mua đồ gì đó có bịch ni lông á, cái mình đi dọc đường cái mình xả mình vứt như vậy. Thứ nhất là ảnh hưởng tới mỹ quan của địa phương và ô nhiễm, gây ô nhiễm môi trường thì nó không được. Nên tụi con nhắc nhở trong cái mục mà có giấy cam kết trong đây, hễ mà làm sai là sẽ bị xử lý à. Ở trong phòng khám thì tụi con không có đưa ra cái bản nguyên tắc đâu, tại vì cái ngôi nhà này giống như cha nói cho tụi khi mà cha còn sống á, cha nói đây giống như cái ngôi nhà chung vậy đó. Mình cứ coi cái nơi này là nơi là cái ngôi nhà của mình, tụi con sẽ không có những cái bản nguyên tắc ở trong đây, để mình coi giống như là cái nhà của mình thì mình sẽ biết cách mình làm sao cho đúng thôi à. Mình không có tạo áp lực cho bệnh nhân tới đây là phải theo nguyên tắc này, nguyên tắc kia, nguyên tắc nọ, nhưng mà những cái này đó thì mình phải chấp hành. Bây giờ thì con nói về vấn đề chữa bệnh nha, nãy giờ con nói về nguyên tắc rồi, giấy tờ rồi, còn bây giờ vào một chữa bệnh. Ở đây là tụi con là y học cổ truyền nha, y học cổ truyền bệnh ung thư á, thì mình sẽ đi điều trị tây y ha, điều trị tây y. Tây y là điều trị nha, điều trị, còn y học cổ truyền là hỗ trợ điều trị. Điều trị y học cổ truyền không có điều trị bệnh nha, mà chỉ có tây y mới điều trị thôi. Y học cổ truyền là chỉ có hỗ trợ điều trị, phương pháp hỗ trợ điều trị không thay thế cho phương pháp điều trị. Cho nên là ở đây tụi con không có khuyên bệnh nhân bỏ điều trị mà về đây hả? Mà chỉ là do là mình không thể điều trị tiếp tục tây y, hoặc là mình không có điều kiện tài chính nữa để mình theo vô hóa chất hay gì đó, hoặc là phẫu thuật, hoặc là lớn tuổi quá, ví dụ như cô bác ông bà có tuổi cao, hoặc là có bệnh nền, hoặc là men gan bác sĩ không có cho vô á, và người nhà cũng cảm thấy là rủi ro khi mà sức khỏe lớn tuổi mà vô thuốc thì sẽ không được. Cho nên là ở đây là phương pháp hỗ trợ điều trị nè, là mở ra phòng khám này, mục đích đó giúp cho những bệnh nhân ở đây là như vậy. Nhưng mà cái phương pháp á, sử dụng phương pháp là cháo nè, cha tường đó. Cháo nano là phương pháp, là cha tường đặt tên cho phương pháp đó, nhưng mà con lấy cái tên này nè đó, cháo cha tường là phương pháp cha tường đó. Và thảo dược cái này là cái quyển sách mà cha Pedro cho các thầy thuốc là học trò, là tụi con là học trò của cha. Cha cho phép ghi chép lại và in cái quyển sách này khi cha còn sống, là có nghĩa là cuốn sách này do thầy thuốc ở đây ghi chép lại những gì cha đã làm, những gì cha đã dạy dỗ, và những gì cha đã
muốn trao truyền đến tất cả bệnh nhân, thì ở đây tụi con cũng vậy, tụi con cố gắng làm sao mà hướng dẫn cho bệnh nhân cái phương pháp này để mình ăn uống cho nó đúng. Ở nhà đó thì mình có thể mình ăn cơm được nè, đó, mình ăn phở, mình ăn bún, mình ăn bánh canh chẳng hạn, canh, mình ăn cháo, đó. Mình ăn được những cái này ở nhà nha. Nhưng mà khi mình vào đây, mình tới đây mình chữa bệnh á, thì mình sẽ tạm dừng ăn cái này nha. Mình dừng ăn cái này và mình sẽ ăn cháo nano. Đó, cháo nano theo phương pháp của cha Tường. Chứ mình không ăn cái này. Cô bác nhớ lưu ý nha, những bệnh nhân mới nè, lưu ý giùm con mình không ăn cái này. Cái lý do nè, để con nói lý do nha. Đây là hạt gạo nè. Ở đây tụi con sẽ sử dụng là gạo lứt tím than nha, tím than. Cái gạo lứt tím than là do chính cha Phêrô Quý Văn Tường lựa chọn. Trong số những cái loại gạo khác nhau mà cha nghiên cứu ra thì cái loại gạo mà tụi con đang sử dụng á trong phòng khám á là do cha lựa đó, cha lựa loại gạo đó đó. Thì cha nghiên cứu ra. Mà gốc của nó là ở Campuchia. Campuchia. Cho nên mình không có thể mua bên ngoài. Ở đây tụi con sẽ cấp luôn cho bệnh nhân. Cứ bệnh nhân tới đây là được phép sử dụng cái loại gạo này. Rồi tụi con cấp. Hạt gạo nè, ở bên ngoài hạt gạo nó là hạt lúa. Lúa ha. Trước khi mà tách được hạt gạo thì nó là hạt lúa. Vậy lớp ngoài cùng là lớp trấu nè. Trấu. Cái lớp kế tiếp của hạt gạo là lớp cám. Cái lớp kế tiếp nữa nó có một cái chất gọi là chất chi-sin nha. Chi-sin. Đây chi-sin. Cái chất này là chất ức chế nảy mầm nè. Cái chất này nó có trong mỗi hạt gạo. Hạt gạo nào cũng có hết. Cái này nó là chất ức chế nảy mầm. Nhờ có nó mà cái hạt gạo á, nó nằm trên mặt bàn hay nằm dưới đất này là nó không thể nảy mầm được. Mà nó phải nằm dưới đất, dưới ruộng á, và có nước lên nó mới mọc thành cái lúa. Thì do cái chất này nè, nó cản trở quá trình đó. Nhưng mà cơ thể á, cơ thể mình khỏe, bệnh mạnh, bình thường á, các cô các bác ở đây mà khỏe mạnh bình thường á thì mình ăn những cái này không sao. Trong cơm nè, trong phở nè, bún nè, bánh canh nè, cháo nè, cháo bình thường nè, là nó còn chất này nha. Chất này vẫn còn. Mình ăn vô mình tiêu hóa bình thường là tại vì cơ thể nó sẽ tạo ra cái enzyme. Enzyme tương ứng để nó tiêu hóa được thực phẩm này. À, cơ thể. Nhưng mà khi mình mắc bệnh ung thư nè thì cơ thể không chỉ là ở hệ thống tiêu hóa đâu, mà mình còn phải chống bệnh nữa, ở hệ thống miễn dịch. Miễn dịch chống bệnh. Đó, chống bệnh. Như vậy thì khi mà cơ thể mình mắc căn bệnh ung thư nè, phải chống bệnh nè, mà cơ thể mình ăn thêm cái này nữa thì nó lại chia việc ra trong hệ thống tiêu hóa. Vậy là cùng lúc phải làm hai việc. 50%. Để mà tăng cái hiệu quả điều trị lên á, giúp cho bệnh nhân của mình á có khả năng sức khỏe tốt hơn, cải thiện tốt hơn á, thì cha Phêrô Nguyễn Văn Tường nè mới nghiên cứu cái phương pháp nè, nấu cháo nè, sử dụng hạt gạo mà mình nấu bằng nồi áp suất. Nồi áp suất. Nấu bằng nồi áp suất nha, chứ không có nấu theo cái cách thông thường của mình là nấu bằng nồi cơm hoặc là nấu bằng cái son, mà mình phải nấu bằng cái nồi áp suất ở cái nhiệt độ cao. Độ cao, áp suất cao. Ở nhiệt độ cao và áp suất cao nè thì cái chất này nó mất đi. Đó. Nó mất cái chất này đi thì cơ thể ít có phải tạo enzyme. Vậy thì tập trung về hệ miễn dịch. Đó. Tốt hơn. Đó. Giống như khi mà mình bị rối loạn tiêu hóa đi thì lúc đó mình ăn cơm không được, mình ăn cháo nó lại tiêu hóa, thì tới khi mình cái đường ruột mình ổn định rồi mình mới ăn cơm được. Thì cái tế bào ung thư á nó cần có hệ thống miễn dịch để chống lại nó. Như vậy thì khi mà mình nấu bằng áp suất nè thì cái chất này mất, thì mình không tạo ra cái này, thì cơ thể tập trung tốt hơn về hệ miễn dịch, chống bệnh tốt hơn, nó tăng hiệu quả điều trị lên. Như vậy thì các cô các bác tới đây á đừng hỏi thầy tại sao vô đây không cho ăn cơm nha, nhớ nha. Hiểu rồi chứ gì. Bây giờ là nếu mình ăn cái này vô
nó sẽ dư cái này, nó ta có chất này, hãy có chất này thì cơ thể phải tự tiết ra cái này để tiêu hóa. Như vậy thì do đây là những cái này là phải dừng nè, dừng lại để mình tăng cái hiệu quả điều trị lên. Đó. Chứ do đây mà nhiều khi không hiểu cái thuốc này rồi nói các thầy sao khó quá, cho tôi ăn cơm có một chút mà có sao đâu. À, nhưng mà không phải, nó ăn những thứ này vô là nó có chất này là cơ thể nó phải hạn chế liền. Cái cơ thể của mình á, cơ thể mình nè, mà nếu như mà cơ thể của mình nằm trong môi trường axit thì cái tế bào ung thư nó sẽ phát triển đó. Cái môi trường á, cái môi trường trong cơ thể là gọi là môi trường nội môi, giống như là cái thời tiết nè. Hãy mà mình thấy trong phòng này mà hôm nay mà có trời mưa nè, mình thấy mát mát, mình thấy khỏe, mà bắt đầu trời mà oi bức nóng nực thì cơ thể mình khó chịu, thì trong cơ thể mình cũng vậy. Nếu như mà cái tế bào nằm trong môi trường axit á thì cái bệnh ung thư nó lại phát triển và sức khỏe mình lại đi xuống. Còn ngược lại, nếu như cơ thể mình kiềm hóa đó thì cái bệnh ung thư nó sẽ được khống chế tốt. Như vậy thì cái câu các bác ung thư nè, thì mình muốn ở đây, ở đây hay ở đây, quá đọc muốn cơ thể mình là axit trung tính hay là kiềm hả? Muốn ở đâu? Muốn đâu? Ở đây hay đây? Hay là đây? Ở kìm. Vì sao mình không muốn mình ở axit? Hả? Axit cho nó đi nhanh nhanh chút. Như vậy thì không thể ở axit nha. Cái cơ thể của mình phải là cơ thể được kiềm hóa. Kiềm hóa. Còn nếu như đi theo hướng chiều hướng ngược lại là axit hóa. Axit hóa là khi nào? Khi mình nhậu nhiều. Còn những cái nào mà mình ở bên đây là mình phải tránh nha. Còn bên đây là mình áp dụng nè. Vậy thì còn là một những nguyên nhân làm cho cơ thể mình axit á. Vậy thì ở đây có ai nhậu không? Các bác có ai? Có ai uống rượu bia không? Lắc đầu. Tự trả lời cho mình nha, chứ không phải trả lời cho con nha. Chai lâu rồi hả? Chai là bao lâu? Mấy năm? Hai ba chục năm hả? Cũng lâu rồi. Nicotine. Nicotine là thuốc lá đó. Nó có trong thuốc lá đó. Nhưng mà giờ mình, các bác gái này không có hút, nhưng mà mình hít, người khác hút rồi mình ngồi đó mình hửi nó, nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe nha. Nước ngọt. Mình đi đám tiệc á, mình không uống rượu bia thì mình cũng phải uống nước ngọt. Như vậy nó là axit á. Tiếp theo, thức ăn nhanh. Thức ăn nhanh, nó cũng là axit. Hóa chất. Hóa chất. Nó là axit. Mất ngủ. Ở đây có ai mất ngủ không? Các cô bác có ai mất ngủ không? Nhớ mất ngủ nhớ báo tụi con nha. Đặng tụi con sẽ cho một số loại thuốc, ví dụ như nhãn lòng, dông nem hoặc là tim sen, để mình cải thiện được cái giấc ngủ. Căng thẳng à. Khi mà khám bệnh á thì mình sẽ phải báo cho các thầy biết là tình trạng tôi đang bị mất ngủ, để các thầy cộng thuốc cho mình. Tại vì cái tình trạng mất ngủ á, nó làm cho cơ thể mình axit. Mà đặc biệt là trong cái axit này nó có chứa đạm động vật nè. Mình ăn thịt cá nhiều á là đó là đạm động vật nha. Thịt cá, trứng, sữa, nước yến gì đó, nó là đạm động vật. Nó tạo ra môi trường axit và nó có hai chất là chất glutamin và chất casein. Hai chất này nó tham gia vào cái quá trình hình thành khối u này. Như vậy thì mình không được ăn nha. Tại sao bác sĩ lại cho ăn? Là tại vì để cho cơ thể mình hồi phục đó, hồi phục nhanh. Khi mình vào hóa chất nè, mình xạ trị nè, phẫu thuật nè, bác sĩ cần cái điều kiện này nè, hồi phục nhanh. Thì mình ăn thịt cá trứng sữa vô thì nó nhanh, nhanh làm cho mình khỏe. Còn mình ăn đạm thực vật á, nó vẫn là đạm thực vật, nhưng mà nó sẽ không nhanh bằng cái loại này.
mình muốn vô quá chất tiếp tục, mình muốn hồi phục nhanh thì mình phải ăn thịt con cá. Ở đây thì các thầy đâu có còn áp dụng cho bệnh nhân cái phương pháp đó nữa, nên không cần phải hồi phục nhanh. Bác sĩ thừa biết là đó là axit, nhưng mà cần phải hồi phục nhanh, bắt buộc phải bị lệ thuộc vào điều đó. Cho nên ở đây mình tới đây là mình không được ăn cái này và không được áp dụng những cái này đó. Kể cả hút lá, kể cả rượu bia là mình phải bỏ. Chứ đừng hỏi vô đây tại sao các thầy không cho hút thuốc nha. Hút lá nó rất là hại cho cơ thể, đặc biệt nó có tính axit. Và đạm động vật là mình không ăn đối với bệnh nhân nha. Còn đối với người nuôi thì người đi nuôi cũng sẽ không được ăn nha. Lưu ý giùm thầy nha, người đi nuôi á, ở đây là người nào đi nuôi á thì người đó sẽ phải ngưng ăn đạm động vật. Để làm chi? Để cho bệnh nhân không có thèm à. Hả? Người bệnh á thì ăn cháo với những cái loại rau củ quả, còn người đi nuôi á thì chỉ ăn thịt là không ăn, cá trứng sữa là không ăn, nhưng được ăn cơm. Người đi nuôi là ăn cơm, ăn bún, hủ tiếu gì cứ ăn bình thường, nhưng miễn đừng đụng tới cái này thôi. Tại vì khi mình ăn cái này á là bệnh nhân thấy, bệnh nhân thèm. Mà khi mình ra ngoài hàng quán á, bệnh nhân đâu thấy. Nhiều khi mình nói mình đi công chuyện chút á, nhưng mà bản thân mình á, mình ăn xong á, mình đi vô phòng á, mình thấy bệnh nhân ăn cháo á, mình thấy mình nóng ruột. Ừ, anh ơi em ơi, ăn gì sao có sức khỏe. Rồi nói với thầy cho ăn gì lóng bỏng quá. Càng nhiều khi càng nhận bệnh nhân tuổi thân nói, trời ơi thấy ai cũng ăn được, có mình ăn không được. Thôi về thèm gì ăn nấy đi cho dễ, tội nghiệp ha. Mình ăn chung vậy mình đặng động viên tinh thần. Ví dụ như mình nấu nướng chung nè, mình nấu một hai món thôi, rồi sau đó mình người nhà ngồi ăn chung với bệnh nhân, mình động viên, ờ anh ơi gắng ăn đi. Thì hai vợ chồng ngồi ăn với nhau thì vui, kể chuyện này chuyện kia, chuyện xưa chuyện cũ gì đó kể à. Còn chứ hai ông bà mà hai ông bà ăn ngồi ăn nghiêng góc là thế nào cũng giận, hoặc là ông xin bà không cho đó là tự ái rồi về, bỏ về nói hết thương rồi. Khó, phải khó chứ. Nên thành thử ra nó thành nguyên tắc chung của phòng khám, có nghĩa là hễ người nuôi đi nuôi là không ăn cái này. Ví dụ mình không chịu nổi nữa rồi đó thì đổi người nuôi khác giùm thầy. Ở đây các thầy cho đổi người nuôi nha. Trong quá trình hỗ trợ điều trị ở đây, ví dụ như mình có công chuyện đột xuất gì người nuôi không ở lại được á với bệnh nhân, mình đổi người nuôi khác trong gia đình thôi. Ví dụ như đổi anh chị em ruột hoặc là con cái gì đó lên thay, chăm thay. Nhưng mà không được mượn hàng xóm, phòng khám kế bên hoặc là chủ nhà trọ nha. Ở đây các thầy bắt buộc bệnh nhân phải có người nuôi là người thân trong gia đình. Bởi vì khi cần thiết á, là người thân sẽ báo cho các thầy biết, rồi hôm nay sức khỏe của người nhà tôi dậy vậy. Còn nếu như mà mình mượn chủ nhà trọ thì ban đêm họ đâu có ngủ với mình. Mà có ngủ đi chăng nữa, tới khi mà mình đi bệnh viện á, ví dụ như mình lên trên đó mà mình cần phải xử lý giống như nãy thầy nói đó, là có khi mình phẫu thuật cái này cái kia, hoặc là mình đi điều trị, bác sĩ bắt buộc người nhà ký tên, người nuôi là người hàng xóm đâu dám ký. Ký xảy ra sự cố gì gia đình thua chết à. Cho nên là ở đây bệnh nhân là phải có người nuôi, là người thân trong gia đình đi nuôi, là mình sẽ phải ngưng ăn đạm động vật. Mà mình ăn không được thì mình đổi về nhà cho người khác lên chăm mình, chăm người bệnh của mình. Thì lúc đó cái người mà nuôi mới đó thì bắt buộc phải ăn. Bên đây là kèm nè, bao gồm rau xanh, trái cây, cháo nấu với nước kèm, nước kèm, và cuối cùng là thảo dược à, và ngủ đủ giấc, đủ giấc. Mình tới đây rồi á là mình phải bỏ chuyện gia đình nha, có nghĩa là giờ gác lại công việc nhà, rồi tiền bạc, rồi vợ con gia đình gì đó mình tạm thời mình thu xếp đi. Rồi mình tới đây, mình ở lại đây tới 3 tháng. Trung bình mỗi bệnh nhân các thầy sẽ giúp trong 3 tháng. Và trong thời gian này sẽ đi 2 lần đi khám tại bệnh viện để đánh giá sức khỏe của mình. Chứ ở đây các thầy không kết luận sức khỏe của mình mà do bệnh viện kiểm tra. Mình áp dụng phương pháp này rồi mình tới bệnh viện mình khám hay gì đó.
Như vậy thì trong 3 tháng này nè, mình không được về nhà nha. Cho dù sát bên đây cũng phải ra nhà trọ ở nữa. Mà xa thì cũng tới nhà trọ, gần cũng tới nhà trọ luôn. Để làm chi? Để mình không có tiếp xúc với những người xung quanh. Mình tịnh dưỡng, mình ở đó mình điều trị, mình theo phác đồ. Chứ nhiều khi ở nhà hàng xóm láng giềng thấy trời anh ăn vậy sao có sức khỏe anh. Nhiều khi mình lo lắng, mình bị tâm lý ha. Cho nên là mình ở nhà trọ rồi mỗi ngày mỗi tới phòng khám mà ở tới 3 tháng không được về nhà. Tại vì về nhà sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe liền. Đi nè, di chuyển xa. Rồi cái thứ hai nữa là mình về nhà mình gặp người này gặp người kia. Cái người hiểu cho mình thì không nói, cái người không hiểu gặp mấy bạn nhậu nữa. Nói thôi giờ rủ ông uống ly đi chắc không sao đâu, thấy ông khỏe mà. Rồi có gì xuống với mấy thầy chữa tiếp. Ý y nhá, ý y có thầy có thuốc á. Nên thử về nhà uống không thầy không biết đâu. À, vậy không được. Cho nên là ở đây là 3 tháng là không có về nhà. Nhiều khi về nói xin thầy về cho đi ăn đám giỗ nghe thầy. Rồi về nhà thăm đi. Gà vịt không ai chăm. Nói sao không tự nói ngay từ đầu có để thầy khỏi nhận bệnh. Nhận bệnh đã đời còn xin đi về nhà thăm gà vịt. Cho nên là 6 bộ hồ sơ này nè, là nhận bệnh xong hoặc là ai chưa sắp xếp được thì cứ về. Mình không có gấp để nhận bệnh, mình sắp xếp xong rồi mình mới qua mình điều trị. Mà khi đăng ký vô rồi là không có về nhà. Trừ những trường hợp sao, ví dụ như mình đi khám bệnh tại bệnh viện á thì các thầy cho mình đi khám. Còn riêng mà xin về nhà không có cho đâu. Họ cho là về luôn á, không có trở lại được. Tại vì trong thời gian này các thầy phải theo sát mình nè, phải có trách nhiệm. Các thầy phải áp dụng cái phương pháp nào phù hợp với mình nhất, đang điều trị, đang có hiệu quả, đang tốt. Mà mình về nhà mình ăn uống tự do cái là nó sẽ làm hư phát đồ liền. Suy nghĩ cho kỹ nha. Hồi nãy giờ thầy nói vậy, ăn cháo và ngưng ăn các loại đạm động vật là nguyên tắc chính. Còn trong đây thì sẽ có những cái cơ bản khác nữa mà các thầy thuốc sau khi khám chữa bệnh sẽ nhắc nhở mình. Ví dụ mình ăn cháo kèm với rau xanh, củ quả gì đó loại nào tùy vào cái bệnh của mình mà các thầy cho ăn. Dinh dưỡng, ví dụ như mình không ăn đạm động vật nhưng mình ăn sẽ ăn đạm thực vật thay thế để mình không bị thiếu nguồn đạm nào. Ở đây các thầy không chủ trương cho mình ăn chay, nhưng mà những cái loại nào tốt cho sức khỏe, nó có tính kiềm, nó có tính quân bình âm dương theo đông y thì các thầy sẽ áp dụng cho mình. Nhưng mà mình cũng phải xem coi mình có đồng ý với phương pháp đó hay không. Tại có nhiều bệnh nhân vào đây ăn cháo đâu nổi, nói thầy ơi, mà không phải nói thầy mà nói với những bệnh nhân kế bên, phòng kế bên đó, là thôi tôi cố gắng dữ lắm rồi đó, tôi ăn không nổi. Rồi có khi mình ăn không nổi nhưng mà người nhà gán đứt nữa. Mặc dù mình ăn được nhưng mà ngán quá ăn không nổi thì người nhà đút cho bệnh nhân nữa thì thấy thảm thiệt. Cho nên là mình phải suy nghĩ cho kỹ ngay trước khi đăng ký, để thôi đặt bút ký tên vô rồi giờ rút ra thì nó mắc cỡ đi, mắc cỡ với bệnh nhân khác, rồi mắc cỡ với chồng sớm láng giềng về nhà, rồi nói làm sao với họ đây, gia đình nữa đang chờ mình có kết quả, giờ vô đây ăn không nổi, ăn cháo không nổi, ngán quá giờ bị lỡ bột lỡ đường. Cho nên phải suy nghĩ cho kỹ. Mà thấy dễ chứ có gì đâu, người ta ăn được mà có gì đâu khó. Rồi vậy ha, thầy sẽ tư vấn tới đây thôi, rồi phần còn lại thì thời gian thăm bệnh này từ 2 từ 3 từ 5 từ 2 từ 3 từ 4 từ 5 từ 6 từ 7 từ 8. Vậy nè, là từ thứ 2 thứ 2 cho tới thứ 6 là khám sáng khám chiều luôn. Tụi con khám sáng khám chiều. Nhưng mà ví dụ như mình các thầy dặn là sáng mỗi sáng là mình mỗi có mặt, hoặc là mỗi buổi chiều là mình có mặt, thì mình đến đi đúng theo cái lịch của các thầy yêu cầu. Lại có một số bệnh nhân là được khám sáng, một số bệnh nhân khám chiều. Đó là mỗi ngày là mình phải có mặt ở đây theo cái yêu cầu của thầy thuốc. Nhưng mà trong tuần á sẽ có một số ngày là mình sẽ được đi vô đây để mình ngâm chân. Thì cái phương pháp ngâm chân thì chỉ ngâm vào buổi chiều thôi. Ví dụ như sáng hôm nay là mình khám nè, sáng mai, sáng mốt thì mỗi buổi sáng mình đi khám. Nhưng mà trong tuần thì sẽ có từ 1 cho tới 3 ngày mỗi bệnh nhân nha. Ở đây 6 bệnh nhân sẽ được đăng ký lịch ngâm chân. Thì cái lịch ngâm chân đó là mình đi thêm vào một buổi chiều. Ví dụ như chiều thứ 2, chiều thứ 3, chiều thứ 4 gì đó là mình sẽ đi. Còn riêng ngày thứ 7 á,
thứ bảy á là chỉ có làm việc có buổi sáng thôi, buổi chiều không có làm việc. Cho nên là mình đi ngày nào đi sáng từ thứ hai tới thứ sáu. Ví dụ như vậy nè, trong trường hợp mà mình có lịch là buổi sáng nhưng mà sức khỏe trong người mình thấy hơi khó chịu, hoặc là ban đêm đó cái bệnh mình nó giật mình ngủ không được, mà ban ngày á buổi sáng mình mới ngủ được, thì mình không có vô đây phòng khám mà ngủ một giấc cho khỏe đi rồi ăn uống gì đó, tới buổi chiều á là mình vô đây đi thế cho buổi sáng. Tại vì mỗi bệnh nhân tụi con sẽ cho thuốc gói đầu, ví dụ như hôm nay nè tụi con sẽ cho 2 ngày thuốc, là bệnh nhân đầu tiên người nào cũng có 2 ngày hết, rồi ngày mai đó là sẽ lấy cho ngày mốt. Nói chung là mình đi khám, ví dụ hôm nay là ngày khám thứ hai đi, thì bắt đầu là hôm nay đi khám là lấy thuốc cho ngày hôm sau đó. Cho nên là mình khám sáng hay khám chiều nó không ảnh hưởng tới cái thuốc của mình, tại vì mình đang có thuốc của ngày hôm đó rồi. Được. Ở đây á, các bệnh nhân á, sẽ được ăn cháo kèm với một cái tháp dinh dưỡng. Đó, tháp dinh dưỡng. Tháp dinh dưỡng này là của Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị dành cho tất cả những người khỏe mạnh cũng như là bệnh nhân ăn. Thì cái tháp dinh dưỡng này bao gồm là có cái tháp nè, ở dưới tầng tháp, ở dưới đáy á, là mình sẽ ăn nhiều hơn, ví dụ như rau xanh trái cây. Nó sẽ có tính kiềm á. Đó là kiềm tự nhiên nha. Ví dụ như ở đây các thầy sẽ cấp cho mình nước kiềm lọc bằng máy. Nhưng mà rau xanh trái cây á, nó chính là kiềm tự nhiên á. Cái kiềm tự nhiên thì nó tốt hơn kiềm lọc bằng máy. Mà nó đưa cơ thể từ axit nè sang kiềm. Như vậy thì khi bệnh nhân tới đây là được ăn cháo kèm với các loại rau củ quả trái cây. Nhưng mà mình khi mà mình nấu cháo á thì mình nấu riêng cháo thôi, chứ không có bỏ gì vô trong nồi cháo hết á. Tại vì khi mình nấu ở nhiệt độ cao, áp suất cao á, nó sẽ phản ứng hóa học với nhau. Mà nếu mình bỏ thêm rau, củ quả, trái cây vô, nó sẽ phản ứng. Nấu riêng, nấu ở nhiệt độ thấp hơn. Và khi mà ăn cháo á, thì lúc đó mình trộn và lúc đó không còn nấu nữa. Là ở nhiệt độ thấp, áp suất bình thường, thì nó sẽ không phản ứng với nhau nữa. Mình ăn vô trong bụng mình là mình tiêu hóa từng loại riêng thôi. Cho nên là lưu ý giùm cho con là mình sẽ được ăn nha, nhưng mà trong 3 ngày đầu á là sẽ ngưng lại để cơ thể nó thanh lọc, và tụi con sẽ xem xét. Đúng rồi, cháo thôi. Nhưng mà bắt đầu từ ngày thứ tư đổ đi á là mình phải ăn lại cái tháp dinh dưỡng kèm với cháo. Bởi vì nếu như mình không có ăn cái loại thực phẩm trong tháp dinh dưỡng á, mình sẽ bị thiếu chất, trong thời gian dài là mình sẽ chịu không nổi. Ví dụ như mình thiếu một cái số chất nào đó, ví dụ như kali hoặc là magie hoặc là vitamin hoặc là các cái loại đạm, mình thiếu chất là mình sẽ không thể chống lại cái bệnh trong gì lâu gì dài. Cái này thì bác khỏi chụp, lát nữa con sẽ cho các bệnh nhân vào trong cái group. Tại vì ở đây khi nhận bệnh sẽ cho bệnh nhân vào chung một cái group của phòng khám, và tụi con sẽ cung cấp thông tin, những thông tin mới về phòng khám hoặc là thông báo này thông báo kia. Và những cái tháp dinh dưỡng này sẽ được gửi trực tiếp vào trong group đó để cho các cô các bác tham khảo. Không phải là tất cả các bệnh nhân đều ăn giống như nhau. Ví dụ như cái tháp dinh dưỡng sẽ được điều chỉnh từng chế độ ăn. Ví dụ như là bệnh nhân có tiểu đường, và bệnh nhân này thì có gút, bệnh nhân kia có cao huyết áp. Ví dụ cao huyết áp thì không thể nào ăn những cái loại mà đồ có tính dương cao, ví dụ như là gần, hoặc là cái cơ thể mình huyết áp quá thấp mà mình uống nước dừa thì không có được. Cho nên là cái chế độ ăn của mình tùy thuộc vào các thầy thuốc ở đây. Bởi vậy mỗi ngày các thầy đều khám cho mình là để nhắc nhở mình cái chế độ ăn đó. Cái mục tiêu của 3 tháng nè, nhiệm vụ của mình ở đây á, là làm sao mà mình hỗ trợ điều trị có kết quả dựa trên hồ sơ đầu vô là hôm nay có nè, và thời gian sắp tới là 2 tháng về 3 tháng mình sẽ đi kiểm tra lại bệnh viện một lần để so sánh họ sẽ đầu vào và đầu ra. Rồi cái thứ hai nữa là trong thời gian 3 tháng này nè, tụi con sẽ đưa ra cái phương pháp điều trị cho mình, cái cách ăn uống nào là phù hợp nhất để khi mình về nhà mình tự mình ăn uống theo cái phác đồ đó
mình biết cái sức khỏe của mình phù hợp với loại nào, cái loại rau củ quả nào, và mình cần cái gì, mình thiếu cái gì, mình dư cái gì. Cho nên là đó là nhiệm vụ của các thầy trong thời gian này nè. Đó. Tại vì khi mà ở lại đây thì có 3 tháng thôi, nhưng mà bệnh ung thư, mình sống chung với căn bệnh ung thư, thì những ngày tháng mình ở nhà đó là mình còn phải ăn uống theo đúng cái loại thực phẩm nào nó hỗ trợ cho sức khỏe, cái loại nào thì nó làm phát triển cái bệnh ung thư. Thì ở đây là nhiệm vụ các thầy chỉ cho mình cái phần đó. Để về nhà mình tự tin, chứ nếu mà mình về nhà mình ăn uống tự do là cái bệnh nó phát triển nhanh quá, mình khống chế không được. Dạ. Cho nên là khi mà hoàn thành chương trình, tụi con có hay nhắc nhở bệnh nhân về giữ phác đồ, là tại vì ở đây tụi con hướng dẫn rồi, hướng dẫn trên lý thuyết nè. Con thì con hướng dẫn về mặt lý thuyết cho bệnh nhân và nhắc nhở những cái chung chung thôi. Nhưng mà các thầy thuốc, ví dụ như thầy Tiến, thầy Quý, thầy Mai, thầy Keo, thầy Hạnh, thì sẽ áp dụng cho mình về mặt thực hành. Mình ăn như thế nào là cho đúng thì các thầy sẽ chỉ định trực tiếp, cô bác ăn vậy. Còn riêng con thì con sẽ hướng dẫn cho về cái nội dung chung cho bệnh nhân. Nên hình thử là mỗi bệnh nhân sẽ có tiêu chuẩn là có 2 thầy theo dõi, là một thầy trực tiếp là nói về lý thuyết, còn một thầy còn lại là hướng dẫn về thực hành. Đấy. Chứ để thôi buông ra là hết 3 tháng này nè, áp dụng thấy khỏe nè, nhưng mà về nhà bệnh nhân không nắm được gì hết trơn, không biết mình ăn cái gì luôn. Tụi con thì tụi con kêu bệnh nhân giữ phác đồ đi, nhưng mà không chỉ cho bệnh nhân ăn uống như thế nào. Về nhà cái thôi giờ không biết cách ăn lại chưa cũ, ăn lại cái chế độ ăn cũ là bệnh nhân nó phải, cái bệnh nó lại phát triển trở lại. Cho nên là cái nhiệm vụ đó là 3 tháng tụi con là vậy đó. Nó có thể nó phải mất thời gian trong những lần mà ví dụ ngồi đây để tư vấn ban đầu thôi, hoặc là tuần lễ con sẽ hướng dẫn một ngày vào thứ bảy, nhưng mà điều đó nó rất tốt cho các cô các bác. Rồi còn thắc mắc gì nữa không, các cô bác thắc mắc gì nữa không? Hết rồi hả? Vậy thì con sẽ làm nội dung cái hồ sơ này, con sẽ làm từng giấy theo dõi một và các bác chuyển mắt qua phòng kế tiếp ha. Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị
sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.